Ủa vậy là em là ở nhà đồng xoài luôn hay là ở... Dạ không, em thấy nhưng mà Ngày 5 chưa tháng 2 năm qua là chưa qua 2021, tại trụ sở Công an xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, Thiếu tá Phạm Minh Tình, Phó trưởng Công an xã đã trao trả lại chiếc ví tiền cùng nhiều giấy tờ quan trọng cho anh Nguyễn Minh Diệp, 23 tuổi, ở thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Trước đó, khoảng 9 giờ 30 phút sáng cùng ngày, Thiếu tá Tình đi qua khu vực quảng trường tỉnh và nhặt được một ví da tại đây. Anh Tình kiểm tra trong ví có 4,2 triệu đồng. Cùng một số giấy tờ tùy thân. Sau khi xác minh thông tin, anh Tình đã liên lạc được với người mất và đề nghị trao trả lại. Anh Nguyễn Minh Diệp cho biết nhận được cuộc điện thoại từ anh Tình thông báo nhặt được ví và hẹn gặp để trao trả lại, khiến anh không khỏi vui mừng. Mặc dù số tài sản không quá lớn so với nhiều người, nhưng năm qua dịch bệnh COVID-19 khó khăn, đây là số tiền anh Diệp phải dành dụm vay mượn để có thể trả nợ tiền thuê trọ và về sum họp cùng gia đình nhân dịp đầu xuân. Cảm kích trước hành động đẹp của anh Tình trong những ngày đầu năm mới, anh Nguyễn Minh Diệp đã viết thư cảm ơn tinh thần hết lòng phục vụ nhân dân của người chiến sĩ công an nhân dân của anh Phạm Minh Tình, Phó trưởng Công an xã Tiến Hưng. Sau đó anh Diệp đã tiếp tục hành trình chở vợ và con về Lâm Đồng sum họp cùng gia đình. Mưa, chúc về ăn Tết vui vẻ. Giờ về luôn đúng không? Dạ.